Vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình chuyển động giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 Cúp Becamet AJC. Thưa quý vị, hơn 200 cơ thủ thi đấu cân não qua 176 trận tranh tài và 32 tay cơ xuất sắc bước vào vòng chung kết. Đó là kết quả sau 2 ngày thi đấu vòng sơ loại giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 Cúp Becamet AJC. Và 32 tay cơ đến từ mọi miền đất nước sẽ có cơ hội tranh tài cùng 32 tay cơ hạt giống. Đặc biệt, sự có mặt của những nhà vô địch Caramba Ban Thế Giới Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh cùng nhà vô địch World Cup 2024 Trần Đức Binh và 4 tay cơ trẻ xuất sắc của châu Á đã tạo sự thú vị và khẳng định đẳng cấp của giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương. Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, dòng sơ loại giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 Cúp Becamet AJC diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo đã mang đến nhiều màn trình diễn đẹp mắt, thu hút sự quan tâm theo dõi của những người yêu thích môn thể thao trí tuệ Pizza Caramba Ban. Dòng loại được chia thành hai bảng A và B. Bảng A là sự tranh tài của 112 cơ thủ với 96 trận đấu sôi nổi. Tại bảng B, gần 100 cơ thủ đã cân não thi đấu 80 trận. Các cơ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, không tính lượt cơ. Cơ thủ xuất sắc đạt 30 điểm trước là người chiến thắng. Dòng sơ loại giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương đã khẳng định sân chơi trí tuệ để các cơ thủ trên cả nước có cơ hội tranh tài tại giải Pizza Caramba Ban tầm cỡ nhất Việt Nam. Hiện tại nền Pizza Việt Nam cũng như các cơ thủ hiện tại của chúng ta đang phát triển và ngày càng trình độ của họ càng ngày càng cao. Ví dụ như em Bao Phương Vinh, trong thời gian vừa qua thì em ấy đã mỗi ngày trình độ em ấy đã nâng cao dần lên. Rồi điển hình như là anh Đức Minh, thì anh Đức Minh vừa rồi cũng thể hiện cái khả năng của mình bằng cái chức vô địch World Cup Hồ Chí Minh. Và với tay cơ trẻ Hàn Quốc thì tôi nghĩ đó cũng là một cái đối thủ đáng tôn trọng. Và hiện tại thì bản thân tôi đang thấy cái Pizza Việt Nam đang rất mạnh. Và tôi nghĩ trong tương lai thì nền Pizza Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa. Thì tôi nghĩ năm nay chắc chắn huy chương sẽ thuộc về cái của Việt Nam mình. Bởi vì năm nay Việt Nam mình cũng là những tay cơ gạo cội không, như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Ly, rồi nói chung tất cả những cái ngôi sao lớn của trong Việt Nam mình thì đều đánh có cái giải này. Thì tôi nghĩ năm nay chắc chắn Việt Nam mình sẽ giành được cái cúp để lại ở Việt Nam mình. Kết thúc ngày thứ hai cũng là ngày thi cuối của dòng sơ loại, 32 tay cơ xuất sắc hào hứng bước vào dòng chung kết, chính thức có cơ hội tranh cúp Becamet AJC cùng 32 tay cơ hạt giống. Đặc biệt, giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương đã quy tụ được hai nhà du lịch Caramba Ban thế giới là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh, cùng nhà du lịch World Cup 2024 Trần Đức Minh, cùng 4 tay cơ trẻ xuất sắc của châu Á tham gia tranh tài. Điều này đã thực sự tạo sự thú vị, khẳng định đẳng cấp của giải. Khi mình tổ chức vòng loại thì sẽ có nhiều cơ thủ ở toàn quốc tham dự. Và cái đó là một cái vấn đề rất là tốt để phát triển phong trào. Và bên cạnh đó nó sẽ có sàng lọc những tìm tòi những người tài năng để có tranh xuất vào vòng chính thức ở 32. Thì cái đó là chúng ta sẽ không bỏ sót những cơ thủ có trình độ cao và có tài năng để tham dự giải đấu. Tổ chức vòng sơ loại này thì nó tạo điều kiện cho anh em cơ thủ của Việt Nam và tất cả cơ thủ ở trong nước được cọ sát với anh em cơ thủ cao hơn và có sự cố gắng học hỏi kinh nghiệm sau này để tốt hơn. Nếu mà được vô vòng trong để tham gia cùng thi đấu với Quyết Chiến và Bao Phương Vinh là mình cũng rất vinh hạnh để được thi đấu chung các tay cơ hàng đầu của Việt Nam. Dòng chung kết giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 với sự tranh tài của 64 cơ thủ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, hứa hẹn sẽ chứng kiến những đường cơ đẹp mắt, những trận đấu cân não thú vị.
tay cơ xuất sắc nào sẽ bước lên bục vinh quang, nâng cao chiếc cúp danh giá BKMS IGC cùng số tiền thưởng 70 triệu đồng. Đây là câu hỏi thú vị, sẽ có lời giải đáp sau khi giải kết thúc vào chiều ngày 3 tháng 8. Thưa quý vị, chương trình chuyển động giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 cúp BKMS IGC hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Ngày mai, giải sẽ chính thức khai mạc lúc 8 giờ tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, thành phố mới Bình Dương. Ngay sau đó là những trận tranh tài hấp dẫn, tất cả sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tường thuật trực tiếp trên kênh BTV2, BTV5 và livestream trên các nền tảng số của BTV Thể thao, Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Cùng với đó là loạt tin tức phóng sự bên lề và cận cảnh giải sẽ được liên tục cập nhật trên các bản tin thể thao của BTV. Mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật BKMS IGC hân hạnh tài trợ chính giải Pizza Caramba Ban Quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2024 cúp BKMS IGC.